Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài 9 trong giáo trình Shinkansen Master ngữ pháp nhé. Bài số 9 này có chủ đề là Nani nani ni kanden shite, nani nani ni tai o shite. Ở đây chúng ta thấy cái chữ đây là chữ kanden, là chữ quan, chữ liên. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là liên quan đúng không? Liên quan. Đấy, cái đằng sau liên quan đến cái đằng trước. Đây là chữ tai o, là chữ đối, chữ ứng. Có nghĩa là gì nhỉ? À, cái đằng sau nó sẽ ứng lại, nó sẽ đối lại, nó sẽ thay đổi cùng với cái đằng trước. Đấy, thì gần như là những cái mẫu câu trong bài này nó sẽ mang tính chất như vậy nhé. Đầu tiên này, chúng ta có ngữ pháp Nitsurete và Nishitagate. Nghĩa của hai mẫu câu này là cùng với, thì, hoặc là càng, càng. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần đô như. Mọi người thấy này, đây ban đầu ví dụ như là lúc mới mà mới bị bạn gái đá đúng không? Bị bạn gái chia tay ấy, thì trông rất là buồn như thế này. Thế nhưng mà gì nhỉ? Trải qua thời gian đúng không nhỉ? Dần 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 là trở nên vui hơn, tâm trạng tốt hơn. Vậy thì chúng ta sẽ có cái cách nói nào để nói là cùng với gì nhỉ? Cùng với thời gian đúng không? Hoặc là thời gian trôi qua ấy, thì cái cảm xúc đúng nhỉ? Cái tâm trạng buồn bã nó mất đi. Chúng ta có thể nói là Jikan ga tatsu ni tsurete ni shitagate kanashi kimochi mo kiete iku daro. Có nghĩa là cùng với, bình thường là jikan ga tatsu có nghĩa là thời gian trôi qua đúng không? Đấy, thì có nghĩa là gì nhỉ? Thời gian trôi qua ấy, hoặc là cùng với việc mà thời gian trôi đi, thì cái gì nhỉ, cái kanashi kimochi là cái cảm xúc buồn bã nó cũng có lẽ là cũng sẽ dần dần biến đi. Đây các bạn thấy có dạng tei cự, có nghĩa là gì nhỉ, đi mất, đi khỏi, trong phía bên trong của người, con người ấy, thì sẽ dùng là tei cự nhá. Đấy, hoặc là một ví dụ khác này, các bạn thấy này, khi gì đây nhỉ, khi nhỏ ấy thì tiền nuôi rất là ít đúng không, có một ichiman bay đi thôi. Thế nhưng mà lớn lên đúng nhỉ, tầm rokusai 6 tuổi này thì bao nhiêu, hai cái đồng hai cái đồng một man này bay đi là 2 man. Đấy, lên bao nhiêu nhỉ, lên jurokusai. Jurokusai là 16 tuổi thì bắt đầu 3 đồng này 3 man. Vậy thì chúng ta thấy rằng càng lớn lên ấy thì gì nhỉ, thì càng cái tiền chi ra nó càng tăng. Vậy thì chúng ta có thể nói là kodomo no seichō ni shitagatte, hoặc là nitsurete shuppi ga fueru. Ở đây có từ seicho là trưởng, chữ thành với chữ trưởng nghĩa là trưởng thành. Kodomo no seicho nghĩa là sự trưởng thành của con. Đây là chữ xuất với chữ phí, đọc là shuppi đúng không nhỉ? Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là cái khoản chi nhá. Câu này có nghĩa là cùng với sự trưởng thành của con ấy đúng không nhỉ? Hoặc là con cái càng trưởng thành thì sao? Thì cái shuppi, cái chi phí càng tăng lên. Nếu mà nói đến càng càng thì các bạn sẽ nhớ đến cái ngữ pháp của N3 hoặc N4. Đấy là mẫu bà hô đồ đúng không nhỉ? Đấy. Ví dụ như chúng ta còn nói là gì nhỉ? Nihongo wa benkyou sureba benkyou suru hodo omoshiroi. Tiếng Nhật càng học thì càng thú vị chẳng hạn. Đấy. Thì thực ra thì mẫu này nó cũng gần như là tương tự như vậy. Nó mang tính chất cứng nhắc hơn một chút nhé. Nếu mà đi vào phân tích sâu ấy thì nó sẽ có khác nhau. Thế nhưng mà thực tế là chúng ta sẽ không cần thiết phải làm điều đấy, bởi vì DT sẽ không phải phân biệt, và gần như là nhiều trường hợp nó thay thế được cho nhau, đúng không nhỉ? Thông thường thì cái mẫu bà hô đồ nó sẽ đưa một cái lên làm chủ đề của câu. Đấy, đưa một cái lên làm chủ đề, và cái đằng trong nó ấy là cái thuộc tính của cái đối tượng đó nhá. Ví dụ như là Nihongo đúng không nhỉ? Nihongo là tiếng Nhật, thì thuộc tính khi học tiếng Nhật người ta sẽ là benkyō sureba benkyō suru hodo muzukashi đúng không nhỉ? Đấy. Vậy thì qua hai ví dụ này chúng ta thấy là cái mẫu này nó dịch là gì nhỉ? Cùng với hoặc là càng càng đúng không? Chúng ta sẽ xem cái cách chia. Seijuzoku. Chúng ta sẽ lấy danh từ, thế nhưng mà danh từ này phải là danh động từ. Từ V mã V sư rự bỏ, sư rự đi thì biến thành N thì các bạn mới được cộng vào. Không được cộng với lại bất kỳ nhá. Hoặc là động từ thẻ rự, V rự, thẻ từ điển. Cộng nitsurete hoặc là nishitagate. Đấy là cách cấu thành, hai cái chia giống hệt nhau. Bây giờ là phần tsukaikata. Thì bình thường ấy, phần tsukaikata là cách sử dụng, là chúng ta sẽ viết dấu cộng đúng không nhỉ? Xong kiểu như là không trình bày theo bảng. Thế nhưng mà bởi vì trong cái bài này ấy, nó tồn tại hai cái mẫu câu này, cho nên là chúng ta sẽ lập bảng để vừa xem cách sử dụng vừa so sánh hai cái này luôn nhá. Đầu tiên giả sử này, mẫu là a nitsurete b. Đây là a nishitagate b. Thì ở cái mẫu nitsurete ấy, nếu mà viết kanji thì nó là chữ gì nhỉ? Nó là chữ liên, liên trong từ den la cự ấy. Đấy. Nghĩa là
liên quan đến, theo đó, đi liền với đó. Bên này là chữ gì nhỉ? Là chữ tòng đúng không nhỉ? Nishitagate. Chữ Hán của mẫu câu này là chữ tòng. Các bạn có cái động từ là động từ shitagaru đấy đúng không? Là theo đấy. Nên nghĩa là theo đấy, cùng với đấy. Thì cái này thực ra thì nếu mà dịch nghĩa thì nó cũng tương tự nhau. Ý ở đây là muốn nói là từ cái chữ kanji này mà có thể suy ra cái nghĩa của hai mẫu này nó gần như là tương tương đương đúng nhỉ? Gần như là giống nhau nhá. Do vậy là cái việc mà muốn phân biệt một cách hakiri, một cách rõ ràng tương đối là khó. Có những trường hợp là nó rõ ràng, còn có trường hợp thì nó làm sao đây nhỉ? Nó không được rõ ràng đâu. Đi thi cũng sẽ không bao giờ có cái bài toán phải bài tập phải phân biệt chi lý này. Các bạn cũng không cần phải lo cái điều đấy. Tiếp theo, về mặt ý nghĩa, imi. Imi là hai cái này nó thể hiện chung giống nhau. Đó là cùng với sự thay đổi theo một chiều hướng của sự vật hiện tượng thì cũng có một sự vật hiện tượng khác thay đổi theo. Đấy. Cùng với sự thay đổi nhá. Thì gì nhỉ? Cũng có một sự thay đổi khác. Chẳng hạn như chúng ta vừa xem ở phần trên đúng không? Sự thay đổi ở đây là gì đây nhỉ? À, con cái lớn lên đúng không nhỉ? Ở một giai đoạn thì nó tốn một cái nó tăng lên, giai đoạn tiếp theo nó lại tăng lên, cứ vậy cứ vậy cứ vậy, cứ mỗi một giai đoạn lại có một sự thay đổi. Tương tự ở trên này cũng thế đúng không? Thời gian trôi qua được một ngày thì bớt đi một chút đúng nhỉ? 2 ngày, 1 tuần, 1 tháng đó thì nó có nghĩa là gì đấy nhỉ? Cùng với sự thay đổi theo một chiều hướng của một sự vật hiện tượng thì cũng có một sự thay đổi khác đi theo nhé. Về xây chữ số cự, về cách cấu thành này, cả hai vế trước và sau của hai mẫu câu đều đi kèm với các từ, các biểu hiện diễn tả sự biến đổi dần dần, ví dụ như là susumu, agaru, okunaru, có nghĩa là gì nhỉ? Nó phải đi với động từ diễn tả sự thay đổi, sự biến đổi, chẳng hạn như là gì nhỉ? Tiến triển này, tiến phát triển này, agaru là tăng lên này, okunaru là nhiều lên, vân vân. Tiếp theo là cái phân biệt sắc thái nghĩa. Đây là cái phần chung các bạn nhé. Đấy, cái phần chung về mặt ý nghĩa và cái cách cấu thành những cái từ đi kèm nó là như thế nào thì hai cái này có rất là nhiều điểm chung. Bây giờ là cái phần so sánh riêng. Thì chúng ta có thằng nitsurete chỉ dùng cho quan hệ thay đổi cùng chiều. Nhớ là chỉ dùng cho quan hệ thay đổi cùng chiều. Ví dụ như là A tăng thì B tăng, A giảm thì B giảm. Còn thằng nishitagate có thể dùng cho cả quan hệ cùng chiều. Ví dụ như là A tăng, B tăng, A giảm, B giảm. Và ngược chiều, A tăng, B giảm, A giảm, B tăng. Đấy. Một bên là chỉ cho quan hệ thuận, một bên là cả thuận lẫn nghịch đúng không? Như vậy là chúng ta thấy rõ ràng nếu mà vậy thì cái thằng gì nhỉ? Cái thằng Nishitagate sẽ có phạm vi sử dụng rộng hơn. Chẳng hạn chúng ta sẽ lấy một ví dụ sau nhé. Jinkou ga zouka suru Nishitagate, shokuryo juyo mo kakudai shite iku. Ở đây chúng ta có đây là từ zouka là chữ tăng và chữ ga có nghĩa là tăng lên. Câu này là cùng với sự tăng ra đúng nhỉ? Cùng với sự tăng lên của dân số ấy thì shokuryo là chữ thực với chữ liệu có nghĩa là thực phẩm. Đây là chữ nhu và chữ yếu, juyo, juyo. Đây là chữ kakudai là khuếch đại có nghĩa là tăng tăng lên, tăng theo. Vậy câu này có nghĩa là cùng với sự gì đây nhỉ? Sự tăng ra, sự tăng lên của dân số ấy thì nhu cầu lương thực cũng tăng theo. Như vậy chúng ta thấy là cái này tăng, cái này cũng tăng đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ dùng nishitagate cũng như là nitsurete được, tương tự đúng nhỉ? Jinkou ga zouka suru nitsurete, shokuryo juyo mo kakudai shite iku. Các bạn thấy cả hai động từ zouka là tăng ra, tăng lên này, lẫn kakudai shite iku đều là động từ diễn tả sự gì nhỉ? Sự thay đổi đấy, sự biến đổi. Thử xét câu số 2 này. Jinkou ga zouka suru nishitagate, shinrin menseki ga gensho shite iku. Vế trước vẫn là cùng với sự tăng lên của dân số, thế nhưng mà vế sau nó khác đi rồi. Ở đây chúng ta có đây là từ shinrin là rừng, menseki là diện tích. Vậy thì câu này có nghĩa là cùng với việc dân số tăng lên ấy, thì diện tích rừng lại giảm đi, lại ít đi. Vậy rõ ràng là các bạn thấy rằng hai vế trước sau đang ngược nhau. Trong trường hợp này các bạn chỉ dùng được nishitagate, không được dùng nitsurete nhá. À, cái này bị lỗi rồi, không phải là nishitagate gạch đi mà là gì nhỉ? Mà là nếu cái này là nitsurete thì chúng ta sẽ không dùng được nhá. Bởi vì rõ ràng là hai cái này là quan hệ đang ngược chiều, một cái tăng lên, một cái rô cả một cái gensho đúng nhỉ? Do vậy là chúng ta không dùng được. Nhớ cái đầu tiên khác nhau là như vậy. Cái thứ hai này, đó là đặc điểm của vế sau. Thì
với cấu trúc ngữ pháp giả sử là a nichirete b ấy, thì b không dùng các biểu hiện có ý chí, b không dùng các biểu hiện có ý chí mà chủ yếu là các biến đổi tự nhiên. Còn trường hợp của nishitagate ấy, thì b có thể dùng cả biểu hiện có chủ ý, mặc dù ấy, thì thường vẫn dùng các biến đổi tự nhiên nhiều hơn. Chẳng hạn này, chúng ta có nhé, tsukinkyaku ga fueru nishitagate ido shudan ga tayose shiteiku là gì nhỉ? Cái đây là chữ tsukinkyaku là khách đúng không? Cũng tức là cái hành khách mà đi làm ấy, cùng với sự tăng lên của hành khách đi làm ấy, thì bên này là gì nhỉ? Ido shudan, ido là di động, shudan là chữ thủ chữ đoạn, nhưng mà ido shudan này nó mang nghĩa là gì nhỉ? Phương tiện di chuyển, cách thức đi lại. Cũng tayo không à, đây không phải là chữ tính các bạn nhé. Cái này các bạn sửa lại một chút cho mình. Đây là chữ hóa mới đúng. Đúng nhỉ? Được đa dạng hóa mà thì không phải là chữ tính. À, tayo ka shite iku đúng nhỉ? Đây ví dụ viết chữ hóa vào đây nhá. Đó, cho chữ hóa vào đây. Tương tự bên này cũng vậy, đúng nhỉ? Copy. Rồi, chúng ta thấy rằng ở cái câu này ấy, cả hai vế có thể dùng được cả hai mẫu câu, bởi vì là cái việc gì đây nhỉ? Cái việc mà các phương tiện di chuyển này nó ngày càng đa dạng hóa ấy. Đây là gì đây? Đây là một biểu hiện tự nhiên không có ý chí của con người kèm theo, đúng không? Chủ ngữ chúng ta thấy là ido shudan đây này. Thế nhưng giả sử câu về sau chúng ta sửa một chút nhá. Vẫn là cùng với sự tăng lên của gì nhỉ? Cùng với sự tăng lên của hành khách đi lại thì kongo basu no honsu o fuyashite ikou to shiteru. Thì chúng tôi đúng không? Sẽ tăng lên cái gì nhỉ? Cái số xe đúng không? Đồng chúng ta đây có honsu là bản và số, thì basu là một cái xe dài, cho nên người ta đếm như vậy, đếm bằng chữ hon. À, chúng tôi dự định là từ nay về sau ấy, sẽ gì nhỉ? Sẽ làm tăng cái số xe này lên. Vậy mọi người thấy đây là ngữ pháp gì nhỉ? Đây là động từ fuyasu là làm tăng, là tha động từ là đã có ý chí rồi, lại còn iko to shiteru đúng không? Yo to suru là cố gắng định làm gì đó. Vậy thì cái này có tính ý chí, do vậy là có thể dùng nishitagate, không thể dùng nitsurete trong trường hợp này được nhá. Tiếp theo về tính cứng của câu văn ấy, thì nitsurete nó sẽ gì nhỉ? Nó sẽ cứng hơn nishitagate. Đấy, nó văn phong cứng hơn, trang trọng hơn. Về bản chất là hai cái nó đã cứng rồi, thế nhưng mà cái nitsurete nó còn cứng hơn cả nishitagate nữa nhá. Tiếp theo này, về cái sắc thái nghĩa riêng biệt. Cái thằng nitsurete nó không thể hiện nét nghĩa ngữ pháp riêng biệt nào khác ngoài nitsurete, mà nó khi đi với các động từ di chuyển như là iku hay là kuru thì nó mang nghĩa là dẫn đi, dẫn đến, ví dụ như là tsurete iku hay là tsurete kuru. Đấy, ví dụ như là ashita kodomo tsurete kite mo ii là gì nhỉ? Ngày mai tôi dẫn con tôi đến được không? Còn cái thằng shitagate thì nó có nét nghĩa riêng khi dùng với dạng từ nối. Đấy, khi mà viết là shitagate đứng đầu câu không có nhi thì sẽ được dùng như một liên từ và mang nghĩa là vì thế, chỉ quan hệ nguyên nhân kết quả, thiên về hướng đưa ra kết luận. Ví dụ koko wa kinen desu shitagate tabako wa koko de sutte wa naranai là ở đây có biển kinen, biển cấm hút thuốc, vì thế mà không được hút thuốc ở đây nhá. Đương nhiên là nó cũng cứng hơn những cái dạng như là dakara rồi. Tiếp theo chúng ta sang phần debu là phần ví dụ này. Câu số 1. Taifu no seki ni tsurete ame ya kaze ga tsuyoku natte kita, có nghĩa là seki là chữ gì nhỉ? Là chữ tiếp với chữ cận đúng không? Là đến gần đúng nhỉ? Cùng với sự đến gần của cơn bão hay là cơn bão càng đến gần ấy, thì gió và mưa càng trở nên mạnh hơn, thì các bạn thấy là seki là đến gần. Nó chính là giống như là chikazuku ấy, nó là một động từ diễn tả sự thay đổi đúng không? Nó cứ dần dần nhích dần. Đằng sau là động từ gì nhỉ? Nat T
natte này, động từ naru này, natte kita là một động từ diễn tả sự biến đổi. Do vậy thỏa mãn điều kiện nhá. Và dùng được nitsurete bởi vì là cái này nó không thể hiện cái hướng cùng tăng cùng giảm gì cả, đúng không? Đấy. À các bạn lưu ý này, cái tăng giảm ấy nó phải là cái kiểu gì nhỉ? Nó phải là cái kiểu mà cái này tăng, cái kia giảm, cái này nhiều lên, cái kia cũng nhiều lên. Tóm lại là kiểu kiểu như vậy chứ. Ví dụ cái câu mà càng lên cao nhiệt độ càng lên cao nhé, nhiệt độ càng giảm ấy, thì đấy không phải gọi là a cùng a tăng b giảm đâu. Cái lên cao nó lên cao nó không đồng nghĩa là tăng lên với cái giảm đi, chúng ta không tính như vậy. Mà cái giảm ở đây, tăng ở đây nó cũng phải cùng xét về một chỉ số, ví dụ như là dân số, đúng không nhỉ? Dân số tăng lên sẽ có chỉ số, đúng không nhỉ? Diện tích rừng giảm đi có chỉ số, đấy nó phải là như vậy. Chứ còn ví dụ bảo là càng lên cao không khí càng loãng chẳng hạn, đấy, hay là nhiệt độ càng giảm ấy, thì chúng ta sẽ không phân biệt theo cái kiểu như là gì nhỉ, là hai cái cùng chiều hay ngược chiều nhá. Câu số 2 này, Nihon ga kite hi ga tatsu ni tsurete kaiwa ga jōtatsu shite kita, có nghĩa là đến Nhật ấy thì gì nhỉ, hi ga tatsu là thời gian trôi qua, hi ga tatsu ni tsure có nghĩa là trải qua thời gian. À, sau đến Nhật trải qua một thời gian ấy, hoặc là đến Nhật thì càng ngày càng kaiwa tiến bộ, đúng không? Hinga tatsu là cũng là động từ diễn tả sự thay đổi, và kaiwa ga jōtatsu shite kita cũng vậy. Tiếp theo câu số 3 này. Kuruma no speedo ga agaru ni shitagatte jiko no kikensei mo takaku naru. Có nghĩa là gì nhỉ? Cái tốc độ của gì đấy? Cái tốc độ của xe ô tô càng tăng lên, agaru đúng không? Thì cái tính nguy hiểm của gì đấy nhỉ? Của cái tai nạn càng cao. Đấy. Thì cái này một cái là tăng lên, một cái là takaku naru, thì có thể coi là xét về mối quan hệ cùng chiều ngược chiều. Thì cái này bởi vì là cùng chiều, cùng là chiều tăng, do vậy có thể dùng là nitsurete, không cần thiết phải không nhất thiết là chỉ dùng mỗi nishitagate, đúng không nhỉ? Musuko wa seichou suru nishitagate kuchikazu ga sukunaku natta, tức là con trai tôi ấy, càng lớn lên thì nó càng kuchikazu là cái số lần nó mở miệng ấy, càng sukunaku natta là nó ít đi, tức là nó ít nói nhá. Đấy là các cách dùng của chúng ta. Và các bạn lưu ý này, đi thi sẽ không có bài phân biệt nitsurete và nishitagate như vậy, bởi vì thực chất ấy, nếu mà đi vào chi tiết ấy, thì để phân biệt cái này người ta sẽ phải làm một cái ankeito rất là chi tiết, hỏi rất là nhiều người, và người Nhật cũng đưa ra những cái số liệu khác nhau. Do vậy là chúng ta sẽ học để chúng ta biết thêm về cách sử dụng của từng cái thôi, chứ không cần phải quá chi li vào cái vấn đề tiểu tiết, sẽ rất là khó. Tiếp theo bài số 2, mẫu câu số 2 là ni tomonatte totomo ni, có nghĩa là cùng với, thì cũng nghĩa là tương đối tương tự như vậy. Bốn cái thằng nitsurete nishitagate to ni tomonatte và totomo ni là bốn cái kinh điển của trong gì nhỉ, bốn cái kinh điển ở trong ngữ pháp N2, bên cạnh mấy cái dựa trên ấy, đúng nhỉ, hôm trước học như là motoni, motojite hay là nisote ấy, thì cái này cũng kinh điển không kém, nghĩa nó cũng gần như là vậy. Chúng ta xem nhá, chẳng hạn như là cái thông báo từ bản tin dự báo thời tiết này, kishōchō niyoru to jishin ni tomonau tsunami ga hassei suru osore ga aru toyukoto desu. Kishōchō có nghĩa là cái cục khí tượng, đúng nhỉ? Đấy. Theo thông tin từ cục khí tượng ấy, thì toyukoto desu là nghe nói là có nguy cơ. Các bạn thấy có đây có ngữ pháp osore ga aru là có nguy cơ, chúng ta sẽ học ở sau này. Có nguy cơ này, theo thông tin từ cục khí tượng thì nghe nói là có nguy cơ sẽ phát sinh, đúng không? Sẽ hase, phát sinh cái tsunami, cái sóng thần đi kèm với động đất, đúng không nhỉ? Đi cùng với động đất, thì hai cái này nó đi cùng với nhau. Mà cái gì đây nhỉ? Mà cái động đất ấy là cái gần như là cái nguyên nhân gây ra sóng thần ấy, thì người ta sẽ dùng cái kiểu này nhá. Hoặc là có thể dùng cái dạng khác, đấy là kishōchō niyoru to jishin to tomo ni tsunami mo hassei suru osore ga aru toyukoto desu, có nghĩa là theo thông tin của khí tượng thì cũng nghe nói là có nguy cơ mà phát sinh cái tsunami là sóng thần cùng với lại động đất. Viết như thế này thì nó gần như nó thể hiện là hai cái đồng thời cùng nhau luôn, chứ không phải là cái nào trước cái nào sau. Đấy. Còn viết như thế này thì gần như là thể hiện là cái gì nhỉ? Là cái động đất này trước còn cái này là ở sau nhá. Hoặc này,
ở trong gì nhỉ, ở trong ngữ pháp hoặc là từ vựng các trình dưới, chúng ta có cái từ làm cùng với ai đó sẽ dùng từ isoni đúng không? Ví dụ như là đi chơi với bạn là gì nhỉ, tomodachi to isoni asobi đấy. Thì trong trường hợp mà thể hiện cái sự gì nhỉ, cái sự quan trọng của hành động hay là cái sự tương tác, cái sự trao đổi, cái sự qua lại giữa hai người, thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu totomoni với nghĩa tương tự như toisoni, thế nhưng mà nó thể hiện cái tính gọi là tính hỗ trợ nhau tốt hơn. Ví dụ đây là một đội rất là nổi tiếng đúng không, chuyên đi gây phá rối ấy, và có câu kinh điển là gì nhỉ, Sekai heiwa no tame ni ore tachi totomo ni tatakae. Tatakae là thể sai khiến của động từ tatakau là chiến đấu. Thì câu này có nghĩa là hãy chiến đấu cùng chúng tôi, cùng chúng tao, cùng bọn tao vì hòa bình thế giới, đúng nhỉ? Đấy. Hoặc một ví dụ này. Các bạn thấy đây, đây là sơ đồ về gì nhỉ? Về một người con gái lúc 23 tuổi, 29 và 35. Thì các bạn thấy là gì nhỉ? Lúc Niju Sansai thì cái việc kết hôn là gì đấy? Daijoubu, daijoubu. Vẫn ok, vẫn có thể làm được. Sang Niju Kyusai, sang 29 tuổi này. Bắt đầu cân nhắc đúng không nhỉ? Daijoubu kana, không biết có được hay không nhỉ? Nhưng vẫn còn có một tí cơ hội. Nhưng mà đến Sanjugo Sai, đến 35. Mo Murida, có nghĩa là gì? Tôi chết rồi, không được rồi. Vậy thì rõ ràng là tuổi càng đi đây nhỉ, tuổi càng cao đúng không, thì cái tỷ lệ cái sự kết hôn càng khó. Chúng ta có thể dùng là toshio toru ni tomonatte hoặc là totomo ni kekkon ga muzukashiku naru, tức là tuổi càng cao đúng nhỉ, càng già đi đấy, thì kết hôn, cái việc kết hôn càng khó. Vậy thì các bạn bảo cái này sẽ giống nishitagate hoặc là nitsurete, thì chính xác là giống, cái này có thể thay thế được trong cái trường hợp đấy luôn đấy, không có vấn đề gì hết nhá. Đi thi sẽ không bao giờ có cái bài toán về phân biệt như vậy. Nếu mà muốn phân biệt một cách chi ly thì nó lại chẳng khác gì chúng ta phân biệt giữa cái việc gì nhỉ, càng lớn càng giỏi, với lại cùng với sự lớn lên thì ngày càng giỏi lên đấy, cũng rất là khó trong tiếng Việt mình đúng không. Cách chia như sau: danh từ nhưng mà phải là danh động từ bỏ sư rự, về rự cộng ni tomonate hoặc là totomo ni, và đặc biệt là nó có dạng bổ nghĩa, đây là n1 cộng ni tomonau n2 totomo ni hay là nishitagate, rồi thì nitsurete không có dạng bổ nghĩa dưới dạng mệnh đề định ngữ như này, nhưng mà ni tomonau là có nhé, ni tomonate là có cái dạng ni tomonau. Chúng ta sẽ tương tự, chúng ta cũng sẽ so sánh hai thằng này với nhau một chút đúng nhỉ, giống như là thằng nitsurete và nishitagate. Thì giả sử mẫu câu là a ni tomonate b hoặc là mẫu a totomo ni b, thì trong trường hợp ni tomonatebe thì chữ Hán của mẫu câu là chữ chữ bạn, đây chữ này là chữ bạn này, ghép bởi nhân và bán, đây này có nghĩa là bạn, nghĩa là đi cùng với đó, làm bạn cùng cái đó, đồng hành cùng cái đó. Đây là totomo ni khi được viết dưới dạng kanji, thì chữ Hán của mẫu là chữ cộng đúng nhỉ, trong từ cộng đồng thì nó mang nét nghĩa là chung với đó nhá. Về mặt ý nghĩa của hai mẫu câu này thì giống nhau, và cũng giống như là Nitsurete và Nishitagate, nó có nghĩa là cùng với sự thay đổi theo một chiều hướng của sự vật hiện tượng thì cũng có một sự vật hiện tượng khác thay đổi theo. Về cách cấu thành xem nó đi cùng với những cái gì nhá, đó là Nitomonate hay là Totomoni, thì cả hai vế trước và sau ấy, của mẫu câu đều đi kèm với các từ, các biểu hiện diễn tả sự biến đổi toàn thể, không phải biến đổi dần dần từng chút một, nó nhấn mạnh cái sự biến đổi toàn thể của toàn bộ quá trình nhá, chứ không phải là dần dần giống như là totomo nitsurete hay là nishitagate. Đấy, đây là một điểm khác biệt so với lại hai mẫu này. Tất nhiên là nói như vậy thì nó khác nhau ở cái sắc thái nghĩa thôi đúng nhỉ, chứ nếu mà nhìn vào ví dụ ấy thì chúng ta thấy rằng là ví dụ đây này, càng già thì càng kết hôn khó đúng không, đấy càng già thì càng kết hôn khó, các bạn thấy rõ ràng, các bạn có thể là bảo là vậy thì già là cũng từng năm một, đúng là như vậy. Thế nhưng mà khi dùng mẫu câu này nó nhấn mạnh đến toàn bộ cái quá trình đấy, toàn bộ cái quá trình, chứ không phải là cứ nhích lên dần như là Nisirete hay Nishitagate. Tiếp theo, đây là một cái phân biệt và so sánh nữa giữa Nitomonate và Totomo, Nitomonate với lại Totomoni và Nishitagate Nisirete. Đó là nếu trường hợp chỉ là sự xảy ra một hiện tượng phát sinh kèm một hiện tượng khác mà không có quá trình biến đổi ấy,
thì chỉ dùng ni tomonatte hoặc là totomo ni thôi. Đấy. Trong trường hợp như vậy dùng được cả hai cái ni tomonatte hoặc là totomo ni. Thế nhưng mà totomo ni mặc dù dùng được nhưng mà không phổ biến bằng cái ni tomonatte này. Đấy. Nếu mà một hiện tượng phát sinh cùng một hiện tượng khác, đúng nhỉ? Nó đi kèm cùng với nhau, nó xảy ra cùng với nhau, thậm chí là có một cái là nguyên nhân xảy ra cái kia ấy. Đúng nhỉ? Thì nó sẽ là gì nhỉ? Nó sẽ là ni tomonatte hoặc là totomo ni nhá, chứ không được dùng là ni tsurete hoặc là ni shitagatte chẳng hạn. Ame ga furu ni tomonatte hoặc là totomo ni kaminari ga naridashita, tức là cùng với mưa ấy, thì có cả sấm chớp nữa, đúng nhỉ? Sấm sét, sấm nổ nữa. Thì đây rõ ràng không phải là quá trình biến đổi giữa hai vế một và vế hai, mà nó gì này, nó là thể hiện rằng cái đằng sau ấy nó đi kèm với cái đằng trước, đúng không? Đấy, hai cái nó đi kèm, nó phát sinh gần như là trong cùng một hoàn cảnh. Đấy. Thì trong trường hợp như vậy thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ chỉ được dùng ni tomonatte và totomo ni thôi, không được dùng ni shitagatte hoặc là ni tsurete nhá. Đấy. Tiếp theo về cái mặt gì nhỉ? Về cái mặt mối quan hệ giữa hai vế câu này, thì thằng ni tomonatte có thể dùng cho cả quan hệ cùng chiều a tăng b tăng, a giảm b giảm và ngược lại, đúng nhỉ? Ví dụ như là a tăng b giảm, a giảm b tăng. Còn thằng totomo ni thì chỉ dùng cho quan hệ thay đổi cùng chiều, ví dụ a tăng b tăng hoặc là a giảm b giảm. Ví dụ này, shigoto no keiken ga masu ni tsu ni tomonatte kaisha nai de no ichi ga agatte itta, là gì nhỉ? Cùng với cái việc keiken, shigoto no keiken là kinh nghiệm làm việc, nó masu nó tăng lên ấy, thì cái chi i là địa vị, đúng nhỉ? Địa vị ở trong công ty cũng là sao, cũng tăng lên, hai cái cùng chiều đúng không? Thì có thể dùng ni tomonatte cũng như là totomo ni được. Thế nhưng ví dụ nhá, vẫn là cái vế trước là cùng với việc tăng lên của gì nhỉ, của kinh nghiệm làm việc. Thế nhưng câu sau là dodo jikan ga sagatte itta, là cái thời gian làm việc giảm đi, giảm xuống, bởi vì là kinh nghiệm tăng lên thì thời gian mình làm công việc đấy sẽ ngắn lại, đúng không? Sẽ rút bớt đi. Thì hai vế ngược chiều thì có thể dùng ni tomonatte chứ không được dùng totomo ni trong trường hợp này. Đấy. Cái này so sánh cũng tương tự như là ni tsurete và ni shitagatte, đúng nhỉ? Tiếp theo này, cái thằng ni tomonatte nó mang ý biến đổi kéo theo chậm hơn một chút. Còn thằng totomo ni được sử dụng hầu như trong trường hợp xảy sự việc ở hai vế trước sau xảy ra tiến hành đồng thời. Đấy. Chẳng hạn nhé, ví dụ chúng ta có câu này, daigaku o sotsu gyo suru totomo ni watashi no seishun wa owatta, có nghĩa là thời thanh xuân của tôi, đúng nhỉ? Seishun là thanh xuân, nghĩa là tuổi trẻ. Tuổi xanh của tôi, thời thanh xuân của tôi đã kết thúc cùng với cái lúc, đúng không? Cùng với lúc tốt nghiệp đại học, thì hai cái đồng thời luôn thì có thể dùng totomo ni được. Thế nhưng mà cái ni tomonatte nó mang nghĩa là gì nhỉ? Cái đằng sau này nó sẽ chậm hơn, mà rõ ràng là sai. Tốt nghiệp cái là được coi như là kết thúc luôn, do vậy chúng ta sẽ không sử dụng hợp lý trong trường hợp này. Tiếp theo này, về tính cứng của văn phong thì ni tomonatte nó sẽ là văn phong cứng hơn, đúng nhỉ? Văn phong cứng nhắc hơn totomo ni nhá. Về nét nghĩa riêng thì chỉ có totomo ni sử dụng được trong trường hợp là muốn diễn tả việc làm gì cùng với ai đó. Ví dụ như là giống như tôi isho ni, chẳng hạn như là tomodachi totomo ni Kyoto otozureta, có nghĩa là tham quan Kyoto cùng với bạn, thì trong trường hợp này không được dùng ni tomonatte. Đấy là cái cách sử dụng và so sánh nó, các bạn lưu ý. Câu số 4. Phần số 4 là phần đề bưu về phần câu mẫu chẳng hạn này. Nyugaku suru ryugaku sei su no henka ni tomonatte kurasu su o kaeru hitsuyo ga aru, có nghĩa là cùng với gì nhỉ? Cùng với cái sự thay đổi, đúng không? Cùng với sự thay đổi của số du học sinh nhập học ấy, thì cũng cần phải gì đây nhỉ? Cũng cần phải thay đổi số lớp. Ví dụ như là đây chúng ta thấy ở đây có từ gì nhỉ? Có từ henka là một cái diễn tả sự biến đổi, đúng không? Cái này là kaeru, cũng là diễn tả sự thay đổi, đúng không nhỉ? Thì chẳng hạn như là có 50 em thì một lớp, nhưng mà 70 em thì không thể vẫn cứ để một lớp được, phải tách ra cho chất lượng hiệu quả. Rồi thì 200 em, 1000 em, vân vân. Cái đằng trước và cái đằng sau nó đi cùng với nhau, nó có quan hệ với nhau nhé. Câu số 2 này.
メールが普及するに伴い、コミュニケーションの方法も変わってきた。Cùng với việc phổ cập của mail ấy, đúng nhỉ? Thì các phương thức giao tiếp, các bạn thấy đây là hoho là phương pháp, communication là giao tiếp, thì các phương thức giao tiếp cũng thay đổi theo. Các bạn thấy đây là từ fukyu cũng là một từ diễn tả sự biến đổi phổ cập mà, đúng không nhỉ? Nghĩa là lan rộng ra ấy. Nó có thể giống cái từ hirogaru ấy. Đây này, đây là động từ kawatte kita, chữ biến thì là thay đổi rồi. Tiếp theo câu số 3. Chikyu no ondanka ni tomonau samazama na henka o kansatsu shitai to omotte iru. Tôi muốn quan sát các thay đổi đi kèm với quá trình nóng lên toàn cầu. Thì trong trường hợp này nó dùng với nghĩa là cái gì đây nhỉ? Cái đằng sau là samazama na henka, các biến đổi này nó sẽ là đi kèm, nó sẽ là xảy ra do cái đằng trước này, đúng không? Đấy. Thì nó mang nghĩa sắc thái khác khác cái trên này một chút, mà nó thể hiện cái sự gì nhỉ? Cái sự phát sinh thêm do cái đằng trước. Câu số 4 này. Keizai no kaifuku to tomo ni hitobito no hyojou mo akaruku natte kita. Là gì nhỉ? Kinh tế hồi phục kéo theo việc vẻ mặt mọi người cũng rạng rỡ hơn, hoặc là cùng với cái sự phục hồi của nền kinh tế ấy, thì biểu cảm thì vẻ mặt của mọi người cũng trở nên gì nhỉ? Rạng rỡ, vui tươi hơn nhá. Câu số 5. Peto botoru inryo no uri yuki ga nobiru to tomo ni recycle mo shinken ni kangaerareru you ni natta. Có nghĩa là đây có từ gì nhỉ? Ure yuki có nghĩa là kiểu như là doanh số ấy. Cùng với việc cái doanh số của cái in điều của cái đồ uống peto botoru đóng chai nhựa nó nobiru, nó giãn ra, nó kéo dài ra, nó tăng lên, thì cái việc recycle là cái việc tái chế, đúng không? Cũng được gì nhỉ? Cũng trở nên được suy nghĩ một cách nghiêm túc. Đây có từ shinken là chữ chân với chữ kiếm, có nghĩa là nghiêm túc, giống majime. Đấy là cái cách sử dụng của chúng ta. Như vậy là thấy bốn mẫu câu rất là giống nhau, rất là tương tự nhau. Và như đã nói thì các bạn không cần phải đi sâu vào quá việc phân biệt khắt khe chi tiết nó làm gì. Chúng ta thấy những cái nào mà nó gọi là nó rõ, ví dụ như chẳng hạn như là vế trước vế sau là như thế nào, đúng không? Đi với cái gì, không được đi với gì thì chúng ta có thể nhớ. Chứ còn nếu mà muốn nó gọi là nó rõ ràng hơn thì tương đối là khó đấy. Thì chúng ta cứ cố gắng là nắm những cái kiến thức cơ bản trước nhá. Mẫu câu số 3, shidai da, có nghĩa là phụ thuộc vào, tùy thuộc vào. Chẳng hạn này, đây, thấy cô này đuổi đi đúng không? Cô này bắt đầu thấy, à ok, được. Thì câu chuyện này chúng ta sẽ có là aru kuni de wa shushoku dekiru ka dou ka wa gaiken shidai da so desu. Đây là aru kuni là ở một cái nước nọ, đúng nhỉ? Ở một cái nước nọ ấy, nghe nói là cái việc shushoku dekiru ka dou ka wa, cái việc mà có thể tìm được việc hay không ấy, có thể xin được việc hay không thì tùy thuộc vào, phụ thuộc vào gì nhỉ? Vẻ bề ngoài. Đấy, rõ ràng bạn này nhìn thì có vẻ là xinh xắn dễ thương hơn, đúng không? Thì ok, bạn này vòng eo chữ gì nhỉ? Vòng eo chữ O, mái tóc Maruko, cho nên là không được chọn. Đấy. Hoặc nhá. Dẫn cái này là cái bức tranh mà chúng ta được xem rồi, đúng không nhỉ? Dẫn đến gì đấy? Dẫn đến nhà, dẫn bạn trai đi về nhà chơi, nó bảo là gì nhỉ? Mosugu 70 sai nano ni ogenki desu ne, là hai bác 70 rồi, sắp 70 rồi mà trông vẫn khỏe thế. Bác bảo là mada 57 nanda kedo, bác mới 57 thôi cháu ạ. Và chúng ta sẽ có cái câu là gì đây? Hôm trước là học ngữ pháp ni tai shite, là đối với, đúng nhỉ? Là ryoshin ni tai shite shitsurei na koto o itta, là đã nói những cái điều thất lễ với bố mẹ. Thì ở trong hoàn cảnh này chúng ta sẽ có một cái câu là sau đấy nhá, cái bạn nữ này ấy sẽ nói chuyện với bạn này, cái câu như này: anta no hanashikata shidai de wa atashi to no kekkon ga ryoshin ni hantai sareru kamo. Là gì nhỉ? Tùy thuộc vào cái cách nói chuyện của anh ấy mà có thể là gì đấy, có thể là cái atashi là xưng hô của con gái, atashi to no kekkon là cái việc kết hôn với em, có thể là sẽ bị bố mẹ phản đối, đúng không? Nếu mà nói ngon nói ngọt thì sao? Thì ok, nhưng mà nói lấc cấc mất dạy thì bị phản đối. Thì là tùy vào cái cách nói chuyện, đúng không nhỉ? Nó sẽ như vậy. Về cách cấu thành của mẫu câu là danh từ cộng với shidai da. Cách sử dụng
diễn tả ý. Nếu yếu tố nào đó thay đổi thì kết quả cũng thay đổi theo, hoặc được quyết định phụ thuộc vào một yếu tố nào đó. Vế trước đi kèm với những từ có sự đa dạng, chứa nhiều thứ khác nhau. Vế trước nhé, đi kèm với những từ có sự đa dạng. Có sự đa dạng và chứa nhiều thứ khác nhau này. Vế sau là câu biểu thị điều gì đó được quyết định hoặc thay đổi ứng với phần vế trước. Đây. Vế sau là được quy định này. Hoặc là thay đổi này. Ứng với phần đằng trước. Khi sử dụng gì nhỉ? Khi đây ở đây đang đánh thiếu một vài chỗ. Khi sử dụng shidai deo ạ. Thêm cái chữ wa vào. Shidai deo ạ. Khi sử dụng shidai deo ạ thì mẫu câu biểu thị một trường hợp trong số các thay đổi xảy ra. Về cơ bản ấy, có thể nói là đây, cái biểu hiện shidai là biểu hiện cứng hơn của, thấy rất là quen đúng không? Phụ thuộc vào, tùy theo chính là gì đây nhỉ? Niyote. Hoặc là niyote wa. Niyote wa. Đó. Chúng ta được học cái niyote và niyote wa ở trong gì nhỉ? Ở trong N3 rồi. Chẳng hạn như là hito ni yote đúng không? Nó... Hito niyote kangaekata ga chigau. Đấy. À, tùy vào từng người ấy mà cái cách suy nghĩ khác nhau đúng không? Còn gì nhỉ? Còn hito ni yote wa tức là cũng là tùy vào mỗi người, thế nhưng mà không phải là chung chung là cách suy nghĩ khác nhau nữa, mà là một trường hợp cụ thể cách suy nghĩ đó là gì đúng không? Đấy, chẳng hạn nhé, kekkon này, kekkon shinai ba ai đúng không? Thôi cô hito đi, hito mo iru có nghĩa là gì nhỉ? À, cũng có người mà không kết hôn đấy. Nếu mà chung chung thì sẽ là những cái từ như là chigau kawaru samazama iro iro henkasuru. Còn nếu mà đằng sau là một cái trường hợp cụ thể trong số những cái đấy, cụ thể nó là thay đổi như nào, khác nhau ra sao thì dùng niyote wa. Thì cái mẫu shidai và shidai dewa này nó cũng như vậy nhá. Đấy, chúng ta lưu ý. Cái này thông thường thì nó sẽ có nếu mà nó ở giữa câu ấy thì nó sẽ là shidai de. Shidai de. Ở cuối câu sẽ là shidai de, shidai da. Shidai des. Và ở giữa câu nếu như chèn thêm trợ từ wa thì biến về cái cách nghĩa mà chúng ta vừa nói, thể hiện một cái trường hợp cụ thể. Đó. Ví dụ này. Jinsei ga tanoshii ka dou ka wa kangaekata shidai da. Tức là đời người, jinsei là chữ nhân sinh, có nghĩa là đời người, cuộc đời. Đời người thì tanoshii ka dou ka, đời người vui hay không ấy là tùy thuộc vào, phụ thuộc vào cách suy nghĩ, đúng không? Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau và có vui hay không là tùy thuộc vào, hoàn toàn vào cái điều đó. Câu số 2. Kono natsu no toreiningu shidai de aki no shiai ni kateru ka dou ka ga kimaru. Có nghĩa là à, cái việc gì đây nhỉ? Cái việc aki no shiai ni kateru ka dou ka, cái việc mà có thể thắng được cái trận đấu mùa thu hay không ấy, được quyết định đúng không? Kimaru là tự động từ, được quyết định phụ thuộc vào cái kono natsu no toreiningu, phụ thuộc vào cái việc luyện tập trong mùa hè. Có nghĩa là luyện tập trong mùa hè chăm chỉ thì cái này làm sao đấy? Thì cái này có thể thắng được đúng nhỉ? Lười biếng thì khó hơn. Đấy, còn không luyện tập gì ấy, chỉ có phó mặc cho số phận ấy thì rất là khó để thắng. Câu số 3 nhé. Restaurant wa fungiki shidai de okyaku sama ga huetari hettari suru no desu. Là nhà hàng ấy đúng nhỉ? Thì okyaku sama ga huetari hettari suru, khách đúng nhỉ? Khách tăng giảm
khách không ổn định đúng không? Lúc tăng lúc giảm phụ thuộc vào cái funiki, cái bầu không khí của quán. Tức là ví dụ cái quán lúc lúc mà làm sao đây nhỉ? Lúc nó có kiểu như là nó có một cái không khí sạch sẽ rồi, có người vào trước rồi ấy, thì người người ta thấy vậy sẽ vào rất là đông. Thế nhưng mà vắng tanh vắng ngắt đúng không? Nhìn buồn ấy thì người ta sẽ không vào nữa nhá. Ý người ta là vậy. Anata no iikata shidai dewa kono hanashi kotowarareru kamoshiremasen. Có nghĩa là tùy thuộc cách nói của bạn ấy mà chuyện này có thể bị từ chối đấy. Các bạn thấy là một cái trường hợp cụ thể đúng không? Tiếp theo mẫu câu số 4, ni ojita. Chữ Hán đây là chữ ứng đúng không nhỉ? Mẫu này có nghĩa là ứng với. Chẳng hạn đây là một gì đây nhỉ? Đây là một bạn nam dẫn một bạn nữ người yêu về nhà chơi đúng không nhỉ? Bạn nữ ăn mặc rất là hầm hố bậm trợn đúng không nhỉ? Nói với bạn nam là ne babe atarashi megane o katte hoshi. Fuku mo boroboro ni natta na. Gì? À, anh yêu đúng không nhỉ? Em muốn anh mua cho em cái kính mới đúng không? À, fuku mo boroboro ni natta na là quần áo cũng gì nhỉ? Quần áo cũng rách rồi đây, rách. Và bạn này bạn người yêu bảo là megane wa senshu katta bakkari nan ja. Đúng nhỉ? À, cái kính mới chỉ chạm cái kính thì chẳng phải là tuần trước vừa mới mua sao? Atarashi fuku mo yama no yō ni tsumotteru kimi no irui tansu no naka, là cái quần áo ấy thì cũng đang chất như núi ở trong cái tủ quần áo của em ấy đúng nhỉ? Đấy, đây là tansu, tansu là cái tủ nhá, tủ nhỏ đựng đồ linh tinh. Đây irui tansu là tủ, có thể dịch là tủ quần áo. Bình thường với bạn trai thì như vậy đúng không? Ăn nói rất là lấc cấc và ăn mặc cũng không không có trông không có tử tế đúng nhỉ? Thế nhưng mà khi mà về về gì nhỉ? Về ra mắt mẹ của bạn trai này. Hajimemashite, watashi wa Genki to moushimasu. Nihon kara maerimashita. Hanoi daigaku no ryugakusei desu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Đấy, còn dùng kính ngữ rất là giỏi đúng không nhỉ? Đấy, cháu là xin chào bác, cháu là Genki. Cháu đến từ Nhật. Cháu đang là du học sinh của Đại học Hà Nội đúng không nhỉ? Rất là mong bác giúp đỡ. Rất là vui được được biết bác, được gặp bác. Và mẹ nghe thầy nói là thấy bạn này như vậy thì nói là Genki cháu ạ, degi tadashi ne. Fuku mo seiso là gì nhỉ? Cũng rất là giản dị, cũng rất là ngăn nắp gọn gàng. Ii onna no ko da to omou kara anta tachi no tsukiai mitomeru mitomete ru yo. Là vì mẹ nghĩ đây là một cô bé được đấy, một cô bé ngoan đấy, cho nên là mẹ chấp nhận cái việc hẹn hò của chúng mày. Bạn này bạn nghĩ trong đầu là bichiji mitai, cứ như thể là người khác vậy. Thì rõ ràng là hai cái hoàn cảnh khác nhau, ăn mặc cách nói rất là khác nhau đúng không? Đấy thì chúng ta có thể dùng cái ngữ pháp ni ojite nhá. Genki chào ạ. Ba me ni ojite. Fuku ya hanashikata nado o kaeru no ga totemo jōzu da. Có nghĩa là cái bạn Genki này thì ứng với từng hoàn cảnh đúng không? Ba men là chữ trường, chữ diện có nghĩa là hoàn cảnh hoặc là gì nhỉ? Hoặc là hoàn cảnh đi. Thì bạn làm sao đấy? Bạn ấy thay đổi cái cách nói chuyện và cái trang phục rất là giỏi. Bạn Genki chẳng ấy rất là giỏi cái việc thay đổi trang phục lẫn cách nói chuyện ứng với từng hoàn cảnh đúng không? Hay các bạn thấy này, đây là gì nhỉ? Đây là đây mùa xuân đây, mùa hè đây, mùa thu đây, mùa đông, mỗi mùa có một cái trang phục khác nhau đúng không? Thì kisetsu ni ojite fuku o kaemasu là ứng với mùa ấy, thì thay đổi trang phục ứng với các mùa đúng không nhỉ? Setsuzoku cách cấu thành mẫu câu, danh từ cộng ni ojite, danh từ N1 cộng ni ojita N2 là dạng bổ nghĩa. Nghĩa là N2 ứng với N1. Cách sử dụng của mẫu câu này. Mẫu câu này diễn tả ý thay đổi, điều chỉnh cái gì đó. Nó là thay đổi nhá. Điều chỉnh cái gì đó cho phù hợp, tương thích với cái điều phía trước, điều gì đó về trước ấy. Nó đi với những từ thể hiện sự thay đổi có thể dự đoán được. Nó đi với những cái mà diễn tả sự thay đổi có thể dự đoán được. Ví dụ như là thai điều cự này, thể lực này, đúng không? Nên đê tuổi này, tên cô là thời tiết. Nó đằng trước
là những cái danh từ này, đằng sau sẽ là ni ojite nhá, ứng với thể lực, ứng với tuổi đúng không, và ứng với thời tiết, kiểu như là tuổi bao nhiêu ấy thì sẽ làm gì, mặc đồ gì đúng không, thời tiết như thế nào thì làm gì, vân vân. Vế sau là câu mang ý nghĩa thay đổi cho phù hợp, ứng với cái điều phía trước đó. Đấy. A ni o ji te b có nghĩa là b thay đổi, điều chỉnh để hợp với lại cái a đúng không? Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình đúng không? Chúng ta sẽ cần phải phân biệt mẫu này với lại ni kotae te. Đặc biệt là khi hai mẫu được viết dưới dạng kanji rất là dễ gây nhầm lẫn đúng không nhỉ? Ni kotae te, còn đây là ni o ji te nhá, đây không phải là ni kota kota ji te đâu. Thì chúng ta có ni kotae te, nó thể hiện việc làm gì đó một cách tích cực. Ni kotae te này làm gì đó tích cực, đáp lại, ủng hộ, được chưa? Đấy. Còn mẫu gì nhỉ? Còn mẫu ni ojite này là sự thay đổi điều chỉnh sao cho phù hợp. Chưa? Chứ không phải là gì nhỉ? Không phải là làm tích cực thiện chí để đáp lại ủng hộ động viên đúng không? Về phần debut, về phần câu ví dụ nhá. Ichi này, ご要請に応じてパーティーのメニューを決めます。Là tôi sẽ quyết định thực đơn của bữa tiệc ứng với ngân sách được cấp đúng không? Đấy. Quyết định cái này ứng với để cho phù hợp với ngân sách cấp cho một man thì cái menu sẽ khác đúng không? Một man có thể là có thịt lợn chẳng hạn, 5 man có thể là có bò Kobe chẳng hạn đúng không? 10 man có thể là tôm Alaska đấy. Số 2 này, お子さんの年齢に応じて本を選んであげてください。Là hãy chọn sách ứng với tuổi của con bạn đúng nhỉ? 5 tuổi thì không thể cho nó đọc sách thiên văn được đúng không? 5 tuổi thì cho nó đọc sách truyện tranh vui, thỏ và rùa đúng nhỉ? Hoặc là tranh, chỉ có tranh thôi. 7 8 tuổi thì bắt đầu cho đọc truyện cổ tích. Lên cao dần thì mới đọc những cái sách khó được. Câu số 3 nhé. Shu ni ni ojite osameru zeikin no gaku ga kawaru là gì nhỉ? Là ứng với mức thu nhập thì cái ngaku là chữ ngạch có nghĩa là khoản khoản thuế phải nộp ấy. Cũng là sao đấy? Cũng kawaru cũng thay đổi. À xin lỗi, đây không phải là chữ, đây là chữ thu, đây là thu trong từ thu thuế. Chúng ta phải là chữ khác đúng nhỉ? Nó phải là chữ osameru, là chữ nộp cơ thì sẽ chính xác. Osameru. Đấy. Chữ này nhá thì đúng hơn. Câu số 4 này, Muri o shinai de taryoku ni ojita undo o shimasho, là đừng có mà làm quá sức. Đúng nhỉ? Muri o shinai de là đừng có làm quá sức, hãy undo, hãy vận động mà ứng với hợp với cái thể lực của mình ấy. Đúng không? Đang thể lực yếu đúng nhỉ? Đừng có mà vác tạ 200 cân, nó đè cho gãy người đúng không? Và thể lực khỏe thì đừng có mà gì nhỉ? Đừng có mà làm những cái việc nó quá nhẹ thì nó sẽ cũng yếu người đi. Đấy. Chúng ta sẽ sang mẫu câu cuối cùng trong bài này, đấy là mẫu câu Nitsukete. Nitsukete có nghĩa là mỗi lần, lại, cứ lại hoặc là hễ thì. Chúng ta cùng quan sát nhé. Đây là một bộ phim kinh điển đúng nhỉ? Mà xem gần như là ai cũng khóc. Nói về gì nhỉ? Nói về cái số phận của hai anh em đúng không? Của hai anh em nghèo ở trong chiến tranh ngày xưa. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái câu, nếu như chúng ta học ở trong phần ngữ pháp N3, đấy là tabi ni, kiểu như là kono en, kono anime o miru tabi ni đúng nhỉ? Totemo kando shiteru, tức là mỗi lần mà xem cái bộ phim này thì tôi rất là cảm động. Thì cái mẫu Nitsukete này nó cũng mang nghĩa gần giống như là tabi ni, có nghĩa là cứ mỗi lần đằng trước thì lại cái đằng sau. Thế nhưng mà cái khác biệt của nó ấy là cái đằng sau nó nhấn mạnh cái sắc thái của con tim, của mặt tình cảm cảm xúc nhá. Cái khác nhau của nó là như vậy. Còn tabi ni thì ngoài cái nó có thể là dùng trong trường hợp câu đi với lại Nitsukete. Thế nhưng mà những cái trường hợp gì nhỉ? Những cái trường hợp là khác nó có thể đi cùng với, chẳng hạn như là
Chẳng hạn nhé, kono tokoro, đúng nhỉ, kono basho ni modoru tabi ni Tanaka-san ni au, cứ mỗi lần quay lại nơi này thì tôi lại luôn luôn gặp Tanaka. Thì trong trường hợp như vậy, đằng sau là gặp Tanaka, nó không phải là một cái thể hiện cái sự gì nhỉ, cái hoạt động gì về mặt tình cảm cảm xúc, do vậy chúng ta cũng không có dùng. Bây giờ chúng ta có thể nói câu này theo hình thức là Nitsukete này. Hotaru no haka, Hotaru là chữ huỳnh, huỳnh huỳnh quang nghĩa là con đom đóm. Hotaru no haka to yu anime o miru Nitsukete namida ga ahureru hodo kandou suru, có nghĩa là cứ mỗi lần xem bộ anime mộ đom đóm, đúng nhỉ, thì tôi lại cảm động hô đồ đến mức mà nước mắt trào dâng, đúng không, nước mắt ngập ngụa, nước mắt tràn ra đấy. Hoặc này, không có cảm giác gì đau khổ hơn mà cảm giác nhìn người yêu hạnh phúc bên người mới, đúng nhỉ, mặc dù miệng thì nói là chúc em chúc anh hạnh phúc thế nhưng mà trong lòng thì rất là đau. Thì chúng ta có cái câu đấy là Kobito ga hoka no hito no soba ni iru no omou nitsukete kokoro ga koareru hodo tsurai. Mỗi lần nghĩ đến, đúng không, omou, nghĩ đến cái việc mà Kobito ga hoka no hito no soba ni iru, người yêu ấy ở bên cạnh người khác, thì kokoro ga koareru hodo tsurai, thì lại đau đớn đến mức trái tim tan vỡ. Đấy, được chưa, cũng là một cái liên quan đến tình cảm cảm xúc ở sau nhá. Vậy thì Setsuzoku của mẫu này sẽ là động từ thể từ điển veru cộng nitsukete. Cách sử dụng nó diễn tả ý này, mỗi khi làm điều gì đó, mỗi khi làm điều gì đó hay có gì đó lại luôn có một cảm xúc nào đó. Đấy, đây là cái khác biệt với tabini. Vế sau là câu liên quan đến cảm giác, cảm xúc. Vế sau nhé, là cảm giác, cảm xúc này. Ngoài ra, nani ka nitsukete là cách nói thông dụng, có nghĩa là mỗi khi có điều gì đó xảy ra. Thì với trường hợp này, thì đằng sau không cần là câu cảm xúc cũng được. Còn nếu mà đằng trước, đúng nhỉ, đằng trước là động từ veru, không phải là cái dạng cố định, là dạng mang tính quán ngữ là nani ka nitsukete ấy, thì luôn luôn phải là cái thể hiện cái sự gì nhỉ, cái sự cảm xúc nhá, nội tâm. Cái nitsukete là cách nói cứng dùng trong các hoàn cảnh trang trọng hoặc muốn nhấn mạnh cảm xúc. Còn trong giao tiếp thường ngày thực tế thì người ta hay dùng tabini hoặc là veruto, đúng không? Veruto cũng rất là hay dùng, ví dụ như là chẳng hạn câu này này, chúng ta có thể là omoruto, không cần thiết phải nitsukete, đúng nhỉ? Khi dùng nitsukete là nhấn mạnh cái sắc thái ở phía sau, là cái cảm xúc tình cảm thôi, còn lại có thể dùng omoruto được nhá. Ví dụ này, この歌を聴く、につけて、心に希望が湧いてくる。À, không phải là mỗi lần ngắm bức tranh này, đúng không? Cái này là chưa sửa câu tiếng Việt rồi. Mỗi lần nghe bài hát này thì心に希望が湧いてくる, trong tim tôi lại sục sôi hy vọng. Cái từ đây là từ hoa cự, có nghĩa là sôi đấy, đúng nhỉ? Câu số 2 này. 彼女の噂を聞くにつけて心配になる. Là sao? Cứ mỗi lần nghe tin đồn về cô ấy, ấy là tôi lại thấy lo. Thì chúng ta thấy rằng ở đây là kokoro ni, đúng không, cả cái này là tình cảm cảm xúc nhá, đây là gì nhỉ, senpai, lo lắng, cũng là tâm trạng cảm xúc này. Câu số 3 này, kono saka no hon o yomu nitsuke ima no jibun o hansei shite imasu, cứ mỗi lần đọc sách của cái nhà văn này ấy, là tôi đều phải hansei, tôi đều phải kiểm điểm, phải xem lại cái con người bản thân mình, đúng nhỉ. Đây, cái từ hanse là cũng mang tính chất về mặt tình cảm cảm xúc. Dây kiểu như là ăn năn hối cải, xem lại bản thân ấy, kiểm điểm bản thân. Câu số 4 này. Chichi wa nani ka nitsukete wakai koro gaikoku de sugoshita omoide o kataru. Tức là bố tôi cứ mỗi khi có chuyện gì thì lại kể lại những cái omoide, những cái kỷ niệm mà ông đã sugoshita, ông đã trải qua ở nước ngoài thời còn trẻ, đúng không? Đấy, thì đằng sau các bạn thấy là động từ nó không không giống không không hẳn là cảm xúc, thế nhưng vẫn có cái từ omoi đấy, đúng nhỉ? Và khi mà bố kể như này thì chúng ta biết rằng là bố đang rất là nhập tâm vào câu chuyện đấy, đúng không? Hoặc là bố muốn thể hiện cái điều gì đó, thì đấy là cái sắc thái nghĩa của câu này nhá. Như vậy là trong bài này chúng ta đã đi
hết năm cấu trúc đúng nhỉ? Có các à không phải là năm cấu trúc mà là mấy? Nitsurete này, nishitagatte, totomo ni, nitomonate là 4 này. Ni kotaete này, ni ojite. Vậy là tổng cộng là 7. Vậy thì các bạn về làm bài tập để nhớ được cái cách dùng của từng mẫu câu này tốt hơn nhé. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong các video lần sau.